Chương 6. Prepositional Phrase. Cụm giới từ. Một La Mã, định nghĩa và mô tả. Một prepositional phrase là một phrase bắt đầu bằng một preposition, giới từ. Theo định nghĩa này, những cấu trúc sau đây, phần chữ in đậm là prepositional phrase. Một nhỏ, prepositional phrase cộng noun phrase. Ví dụ 1. A man with a broken arm came in. Phần chữ in đậm là with a broken arm. Một người đàn ông cụt tay đi vào. Ví dụ 2. I met her on my way out. Phần chữ in đậm là on my way out. Tôi gặp nàng khi tôi đi ra. Ví dụ 3. The party were held in the garden. Phần in đậm là in the garden. Bữa tiệc được tổ chức ở ngoài vườn. Ví dụ 4. The problem of pollution has reached an alarm point. Phần chữ in đậm là of pollution. Vấn đề ô nhiễm đã đến mức báo động. Ví dụ 5. He was regarded as a fool. Phần chữ in đậm là as a fool. Người ta coi nó như là một kẻ điên rồ. Hai nhỏ. Prepositional cộng gerund phrase. Ví dụ 1. After discussing the matter, we began to vote. Phần chữ in đậm là after discussing the matter. Sau khi thảo luận vấn đề, chúng tôi bắt đầu bỏ phiếu. Ví dụ 2. We can learn by making mistakes. Phần chữ in đậm là by making mistakes. Chúng ta có thể học hỏi được bằng cách phạm những sai lầm. Ví dụ 3. I was afraid of losing someone else I love. Phần chữ in đậm là of losing someone else I love. Tôi sợ sẽ mất một người nào đó mà tôi yêu thương. Ví dụ 4. Neighbors describe her as being a very religious woman. Phần chữ in đậm là as being a very religious woman. Người hàng xóm láng giềng mô tả bà ấy như là một người phụ nữ rất sùng đạo. Ba nhỏ, prepositional cộng noun cộng present past participle phrase. Ví dụ 1. With my father gone, I was responsible for helping my mother with her chores. Phần chữ in đậm là with my father gone. Vì ba tôi đã mất, tôi có trách nhiệm giúp đỡ mẹ tôi làm những việc trong nhà. Ví dụ 2. With so much money given away in foreign aid, the government ought to remind it the charity begins at home. Phần chữ in đậm là with so much money given away in foreign aid. Trước việc hoặc là trong bối cảnh rất nhiều tiền bạc bị đem đi trong lĩnh vực ngoài viện như vậy, người ta cần phải nhắc nhở chính phủ rằng việc làm từ thiện phải được thực hiện ở trong nước trước. Ví dụ 3. Fertility rates have been declining across the globe since 1970s, with birth rates falling from 2.6 to 1.8 in developed countries and from a range of 5 to 7 to a range of 3 to 6 in developing ones. Phần chữ in đậm là birth rates falling from 2.6 to 1.8 in developed countries and from a range of 5 to 7 to a range of 3 to 6 in developing ones. Tỷ lệ con đã giảm sút khắp nơi trên thế giới từ thập niên 70 với tỷ lệ sinh giảm từ 2,6 xuống 1,8 ở những nước phát triển và từ khoảng 5 đến 7 xuống khoảng 3 đến 6 ở những nước đang phát triển. Bốn nhỏ, prepositional cộng noun cộng infinitive phrase. Ví dụ 1. For the West to declare the election a success will hardly save Bosnia. Việc phương Tây tuyên bố cuộc bầu cử là thành công cũng sẽ chẳng cứu được Bosnia. Ví dụ 2. This dilemma said that for peace to take hold in Bosnia, the UN forces were probably essential. Phần in đậm là for peace to take hold in Bosnia. Nhà ngoại giao này nói rằng để hòa bình được hoàn toàn thắng lợi ở Bosnia, có lẽ cần thiết phải có các lực lượng của Liên Hợp Quốc. Ví dụ 3. With only 2 months to go before election day, this presidential candidate has to intensify his campaigns. Phần in đậm là with only 2 months
to go before election day. Vì hoặc là trong bối cảnh chỉ còn một tháng nữa là tới ngày bầu cử, vì ứng cử viên tổng thống này phải gia tăng cường độ của các cuộc vận động của mình. Năm nhỏ, reposition cộng adjective, reposition cộng adverb, reposition cộng reposition. Những nhóm repositional phrases này là những nhóm đặc biệt vì không nhiều, ít nhiều có tính cách thành ngữ và phần lớn có chức năng ngữ pháp của một adverb. A nhỏ, reposition cộng adjective, in short or in brief, nói tóm lại, rút gọn lại, nói ngắn lại. Ví dụ, I was packing, arranging the trip, cleaning the house and saying consulate, goodbye, in short, it was a hectic week. Tôi đang chuẩn bị hành lý, thu xếp lộ trình, dọn lại nhà cửa và nói vô số lời từ giã. Nói tóm lại, đó là một tuần hết sức bận rộn. In public, ở chỗ công khai, đông người. In private, ở chỗ riêng tư. In particular, đặc biệt, nói riêng. In general, nói chung, thông thường. Ví dụ 1, he said in public that he was in support of my project, but in private, he criticized it. Ở chỗ đông người thì anh ấy nói anh ấy ủng hộ kế hoạch của tôi, nhưng ở chỗ riêng tư thì anh ấy lại chỉ trích kế hoạch đó. Ví dụ 2, this new administrative measure has badly affected the whole college and the English department in particular. Biện pháp hành chính này gây ảnh hưởng xấu đến toàn trường và đặc biệt là khoa Anh. Ví dụ 3, in general, what you write is a mere pertinent and well written. Nói chung, tất cả những gì anh viết là đáng trân trọng, thích đáng và khéo léo. To normal, trở lại tình trạng bình thường. Ví dụ 1, the political situation has returned to normal. Tình hình chính trị đã trở lại bình thường. For certain or for sure là một cách chắc chắn, bằng với with certainly, bằng với with certainty, certainty, bằng với with certainty, for real, thật sự, một cách nghiêm túc, không giả bộ. Những repositional phrase này thường đi trong các exceptions như I don't know, I can't say for certain or for sure, nobody knows for sure, bằng for certain, nobody can say for certain, bằng for sure, và is for real là sự thật. Ví dụ 1, no one can say for certain that our future will be like in 10 years' time. The only certainty is that it will be quite different from what it is now. Không ai có thể nói chắc tương lai của chúng ta như thế nào trong 10 năm nữa. Điều chắc chắn duy nhất là nó hoàn toàn khác với bây giờ. Ví dụ 2. Many people believe that with the return of his traditional festival, the country's recovery from 25 years of war is for real. Nhiều người tin là với sự trở lại của lễ hội truyền thống này, sự phục hồi của đất nước sau 25 năm chiến tranh là sự thật. Ví dụ 3. We didn't believe their threats were for real. Chúng tôi không tin những hăm dọa của chúng nó là nghiêm túc hoặc là sự thật. Cùng thuộc nhóm này là một số cấu trúc với những giới từ S và luôn luôn là S cộng AGT đi sau các động từ như to regard, to decry, to dismiss để làm complement cho các động từ đó. Ví dụ 1. The police dismissed the rumor as untrue. Cảnh sát bác bỏ lời đồn đoán đó là không đúng sự thật. Ví dụ 2. He was regarded as foolish by many of his friends. Anh ấy bị nhiều người bạn của anh ấy cho là ngu xuẩn. Ví dụ 3. His ideas could hardly be described as original. Những tư tưởng của ông ấy khó mà có thể mô tả hoặc là khó cho là độc đáo được. Một số cấu trúc với giới từ at thường là at cộng agency như at least, at best, at worst. Ví dụ 1. There were at least 25 men in the room. Có ít nhất 25 người trong phòng. Ví dụ 2. The food wasn't good, but at least it were cheap. Thức ăn không ngon nhưng ít ra thì nó rẻ tiền. Ví dụ 3. This is at best only the temporary solution. Có tốt lắm. Hoặc là xét một cách
Tích cực đi nữa thì đây cũng là một giải pháp tạm thời. B nhỏ, reposition cộng adverb. Một số cấu trúc với giới từ như until, till thường là until cộng adverb, như là until now, till then, until recently, from afar. Ví dụ, they were here until quite recently. Họ đã có mặt ở đây cho đến mới đây thôi. C nhỏ, reposition cộng reposition. Một số cấu trúc với from thường là from cộng under cộng now, from above cộng now, from behind cộng now, from across cộng now, from all over cộng now, from among. Ví dụ 1. He climbed out from under the bed. Ông ấy bò ra từ dưới gầm giường. Ví dụ 2. He emerged from behind the door. Nó xuất hiện từ sau cánh cửa. Ví dụ 3. They came from across the province. Họ đến từ khắp nơi trong tỉnh thành. Hai la mã, chức năng ngữ pháp của các prepositional phrases. The grammatical functions of prepositional phrases. Một nhỏ, được dùng để gắn liền với cụm danh từ như là một noun modifier. Ví dụ 1. The lady in the floral dress. The lady là noun phrase. In the floral dress là prepositional modifier cho noun phrase. Người phụ nữ mặc áo hoa. Ví dụ 2. The young man with the broken leg. The young man là noun phrase. With the broken leg là prepositional phrase modifier cho noun phrase. Người thanh niên có cái chân cụt, hoặc là người thanh niên bị cụt chân. Hai nhỏ, được dùng gắn liền với cụm động từ để làm verb modifier hay complement. Ví dụ 1. He died in England. Died là verb. In England là prepositional phrase modifier cho verb. Ông ấy mất ở bên Anh. Ví dụ 2. We read your article with great interest. Read your article là verb phrase. With great interest là prepositional phrase modifier cho verb phrase. Chúng tôi đọc bài báo cáo của anh một cách hết sức thích thú. Ví dụ 3. After discussing the matter, we began to vote. After discussing the matter là prepositional modifier. Bổ nghĩa cho verb phrase là began to vote. Sau khi thảo luận vấn đề, chúng tôi bắt đầu bỏ phiếu. Ví dụ 4. They write cows for milk. Write cows là verb phrase. For milk là prepositional modifier cho verb phrase. Họ nuôi bò để lấy sữa. Ví dụ 5. They achieve their aim through determination and hard work. Achieved their aim là verb phrase. Through determination and hard work là prepositional phrase modifier cho verb phrase. Họ đạt được mục tiêu bằng quyết tâm và lao động cực lực. Ví dụ 6. They work as mad. Work là verb. As mad, prepositional phrase bổ nghĩa cho work. Họ làm việc như những người giúp việc, hoặc là bằng họ đi ở như những người giúp việc. Ví dụ 7. He was at a loss. Was là verb. At a loss là prepositional complement bổ nghĩa cho verb. Anh ấy bối rối. Ví dụ 8. The first step is for him to control the organization. Is là verb. For him to control the organization là prepositional phrase complement bổ nghĩa cho verb is. Bước đầu tiên là anh ấy phải nắm quyền kiểm soát tổ chức. Ví dụ 9. This world is of a completely different nature. Is là verb. Of a completely different nature là prepositional phrase complement bổ nghĩa cho động từ is. Cuộc chiến tranh này có một bản chất hoàn toàn khác hẳn. Ví dụ 10. Our constant concern has been with food, clothing and shelter. Has been là verb. With food, clothing and shelter là prepositional phrase complement bổ nghĩa cho verb. Nỗi ưu tư bất di bất dịch của chúng ta vẫn là cái ăn, cái mặc và chỗ ở. Ví dụ 11. His passion was for books. Was là verb. For books là prepositional phrase complement bổ nghĩa cho động từ. Đam mê của anh là dành cho sách vở. Ví dụ 12. He laughed and dismissed the idea as impossible. Dismissed the idea là verb. As impossible là prepositional phrase complement
bổ nghĩa cho verb. Anh ấy cười và bác bỏ ý kiến đó cho là không tưởng. Ví dụ 13. He was killed by a stray bullet. Killed là verb. By a stray bullet là prepositional phrase modifier cho verb. Anh ấy chết vì một viên đạn lạc. Nhận xét: A. Verb modifiers trong một số sách ngữ pháp còn được gọi là action, và chúng ta có action of phrase, ví dụ 1, action of manner, ví dụ 2, action of time, ví dụ 3, action of purpose, ví dụ 4, và chúng ta cũng có action of means, ví dụ 5, action of function or capacity, ví dụ 6. B. Chức năng complement thường đi sau một copulative verb như be, seem, appear, look trong ví dụ 7, 8, 9, 10, 11. Hay sau các verb có mẫu câu là verb cộng object cộng complement như regard, dismiss, find, describe, portray trong ví dụ 2. C. Cấu trúc trong ví dụ 10 là một passive conjunction và by a stray bullet có thể được gọi là một action of cause. Ba nhỏ được dùng gắn liền với các tính từ để làm các qualifier. Ví dụ 1. He's angry with his son. With his son là prepositional phrase bổ nghĩa cho angry. Ông ấy tức giận đứa con. Ví dụ 2. He is angry at his son being left off the list. At his son being left off the list là prepositional phrase bổ nghĩa cho angry. Ông ấy tức giận vì con ông bị để ra ngoài danh sách. Ví dụ 3. His friends were confronted with rain. Confronted là prepositional phrase. With friend bổ nghĩa cho prepositional phrase. Mặt ông ấy nhăn nhó vì cơn giận dữ. Ví dụ 4. Desperate for hard currency, the country tried to export what they could. For hard currency là prepositional phrase bổ nghĩa cho desperate. Vì hết sức cần ngoại tệ mạnh, nước đó cố gắng xuất khẩu bất cứ cái gì họ có thể xuất khẩu được. Ví dụ 5. John is a young man with a head full of strange ideas. Of strange ideas là prepositional phrase bổ nghĩa cho full. John là một chàng thanh niên có cái đầu đầy ắp cả những tư tưởng kỳ lạ. Bốn nhỏ, được dùng làm chủ ngữ subject, phải nói ngay rằng tuyệt đại đa số prepositional phrase không làm chủ ngữ cho một động từ. Ngoài các prepositional phrase có cấu trúc như for cộng noun cộng infinitive. Ví dụ 1. For a woman like her to outdo Ben Grell would shock the whole community. Nếu một phụ nữ như nàng mà vượt trội Ben Grell, thì điều đó sẽ làm cho toàn thể cộng đồng phải sửng sốt. Ví dụ 2. He believes that the husband and wife in a mixed marriage should learn about each other's culture, and he disapproves of the assumption that the woman to adapt to the Western lifestyle is enough. Ông ấy tin rằng người chồng và người vợ trong cuộc hôn nhân dị chủng nên học hỏi nền văn hóa của nhau, và ông ấy không đồng ý với giả định là chỉ cần người phụ nữ thích nghi với nếp sống tại phương Tây là đủ. Ba la mã, một số chức năng ngôn ngữ language functions của các prepositional phrases. Prepositional phrases đi sau danh từ, động từ và tính từ, và đi trước câu để cung cấp các chi tiết details hay các khía cạnh aspect. Một nhỏ, chi tiết về người. Ví dụ 1. A young man with good looks. With good looks bổ nghĩa cho man. Một thanh niên có cái nét mặt thanh tú. Ví dụ 2. A girl with dark hair, large eyes and a strange nose. Một thiếu nữ có tóc đen, mắt to và mũi thẳng. Ví dụ 3. John had black clothes, cropped hair, gray eyes with long lash. John có tóc đen, húi ngắn, mắt xám với hàng mi dài. Ví dụ 4. A businessman with a good knowledge of European markets. Một nhà kinh doanh có kiến thức vững chắc về các thị trường ở châu Âu. Ví dụ 5. She married a man with a cheerful disposition. Cô ấy lấy một người có tính tình vui vẻ. Ví dụ 6. She went to the man with a cigarette in his mouth. Cô ấy đi đến người đàn ông có ngậm điếu thuốc trên môi. Ví dụ 7.
The woman in the black skirt gave him a smile. Người phụ nữ mặc váy đen mỉm cười với anh ấy. Ví dụ 8. The woman in the large hat and the high heel shoes turned her face away. Người phụ nữ đội cái nón lớn và đi đôi giày cao gót nhìn đi chỗ khác. Ví dụ 9. He is a man with limited interest. Anh ấy là một người có sở thích hạn chế, tức là có rất ít sở thích. Nhận xét. Để chỉ chi tiết về y phục, giày dép, nón mũ, phải dùng giới từ in như ví dụ 7 và ví dụ 8 cho thấy. Với các chi tiết khác thì thường dùng with như là with large eyes, có đôi mắt to, with a background in methodology, có kiến thức chuyên ngành về môn giáo học Pháp, with a love for children, có tình yêu với trẻ em, with an interest in literature, có sở thích về văn chương, with cancer, có bệnh ung thư, with AIDS, có bệnh AIDS. Nói về chi tiết tuổi tác thì dùng at hay of. Ví dụ, a boy at 14 or of 14, một đứa bé trai 14 tuổi. Nói về độ hoặc là lứa tuổi thì dùng in. Ví dụ 1, a boy in his teens, một đứa con trai trong tuổi thiếu niên. Ví dụ 2, a woman in her 20s, một người phụ nữ ở tuổi đôi mươi. Để chỉ chi tiết tài năng, khả năng, tính cách, phẩm chất thường dùng with, nhưng cũng có khi dùng cả of. Ví dụ 1, an artist with marketable talent or of marketable talent, một nghệ sĩ có tài năng xuất sắc. Ví dụ 2, a man with an even disposition or of an even disposition, một người có tính khí điềm đạm. Hai nhỏ, chi tiết về các sự vật cụ thể hay trừu tượng. Ví dụ 1, a country with a population of 20 million, một đất nước với dân số 20 triệu. Ví dụ 2, I need a plate with a long handle, tôi cần một cái mai với hoặc là có cái cán dài. Ví dụ 3, he makes tea in a pot with a broken lid, anh ấy pha trà trong một cái ấm có cái nắp bể. Ví dụ 4, they share a small room without windows, họ ở chung trong một cái phòng nhỏ không có cửa sổ. Ví dụ 5, this has changed his attitude to work, điều này đã làm thay đổi thái độ của anh ấy đối với công việc. Ví dụ 6, a politician with a conservative view on politics but a liberal view on sex, một chính trị gia có một quan điểm bảo thủ về vấn đề chính trị nhưng lại có một quan điểm tự do phóng khoáng về vấn đề tình dục. Chi tiết chức năng, chức vụ có thể diễn đạt bằng as. Ví dụ 7, our duties as citizens, những trách nhiệm công dân của chúng ta, hoặc là những trách nhiệm của chúng ta như là, hoặc là trong tư cách là, hoặc là những công dân. Ví dụ 8, fulfilling her obligations as a mother, hoàn thành những bổn phận làm mẹ của nàng, hoặc là hoàn thành những bổn phận của nàng trong chức năng làm mẹ. Nhận xét, as a boy hoặc là as a child, as a man hoặc là as a married woman là những expressions có thể dùng để chỉ một giai đoạn trong đời. Ví dụ, he began reading poems as a schoolboy, ông ấy bắt đầu làm thơ từ khi còn là cậu học trò. Chi tiết, khía cạnh, lĩnh vực có thể diễn đạt bằng in. Ví dụ 9, trying to stop the rapid decline in living standards, cố gắng chặn đứng sự giảm sút nhanh chóng về hoặc là trong mức sinh hoạt. Ví dụ 10, difference in temperament, education and social class, những khác biệt về mặt tính tình, học vấn và giai cấp xã hội. Chi tiết nội dung được diễn tả bằng of. Ví dụ 11, the spirit of reconciliation, tinh thần hòa giải. Ví dụ 12, the problem of juvenile delinquency, vấn đề thiếu niên phạm pháp. Ví dụ 13, the quality of courage, phẩm chất can đảm. Ví dụ 14, a collection of stamps, một bộ sưu tập tem. Ví dụ 15, a book of poems, một cuốn thơ. Ví dụ 16, a glass of beer, một ly bia. Để ý trong câu dịch tiếng Việt, từ of này không dịch. Ba nhỏ, chi tiết về các hành động, chi tiết dụng cụ, vũ khí như là một phương tiện để thực hiện. Ví dụ 1, he killed the dogs with a stick. The dog là verb phrase, with a stick là prepositional phrase, bổ nghĩa cho verb phrase.
ông ấy giết con chó bằng cái gậy, hoặc là ông ấy dùng cái gậy để giết con chó. Ví dụ 2. He tore the bag open with his teeth. The bag open là verb phrase, with his teeth là prepositional phrase bổ nghĩa cho verb phrase. Ông ấy dùng răng xé toạc cái bao. Chi tiết, cách thức hay tinh thần. Ví dụ 3. They fought with great courage. Họ chiến đấu một cách, hoặc là họ chiến đấu hết sức dũng cảm. Ví dụ 4. He embarked upon his new research project with great enthusiasm. Anh ấy bắt tay vào chương trình nghiên cứu mới của mình một cách hết sức hăng hái. Nên để ý sự tương đương giữa prepositional phrase trong chức năng này với các adverbs of manner. With courage bằng courageously. With enthusiasm bằng enthusiastically. Chi tiết mục đích được diễn đạt bằng hai cấu trúc for cộng noun và for cộng noun cộng infinity. Ví dụ 1. He went back for some more water. Anh ấy đi lui để lấy thêm bước. Ví dụ 2. He pushed the door open for Jack to enter. Anh ấy đẩy cửa ra để cho Jack vào. Ví dụ 3. You have to write the plan of your lecture on the blackboard for the class to study. Anh phải viết cái dàn bài giảng của anh lên bảng đen để cho cả lớp nghiên cứu. Nhận xét. A nhỏ. Để chỉ mục đích của hành động, sinh viên Việt Nam thường dùng cấu trúc for cộng gerund là sai. Ví dụ, anh ấy đọc cuốn sách đó để lấy thông tin. He read the book for finding information là sai. Mà phải sửa lại là he read the book for information hoặc là he read the book to find information. Cũng nên phân biệt giữa gerund và verb pronoun. Verb pronoun khác với gerund ở chỗ nó có article hay determiner đi trước nó. Và giới từ of đi chèn ở giữa nếu verb pronoun có kèm theo một danh từ. Ví dụ, he sneaked out for some shopping. Anh ấy lẻn ra để đi mua sắm. Some shopping là một verb pronoun chứ không phải là gerund. B nhỏ, để chỉ mục đích, chức năng của một cơ sở, một dụng cụ người ta có thể dùng cấu trúc for cộng gerund. Ví dụ 1. A facility for training athletics. Một tiện nghi để huấn luyện các vận động viên. Ví dụ 2. This knife is used for cutting meat. Cây dao này được dùng để cắt thịt. Bài tập. Dịch ra tiếng Việt. Life is beautiful. In response to Freud, Peter Singer proposal for optional fantasize of baby born with Down syndrome or syndrome bifida. Described in Charles Grill's column, Life and Death at Princeton, the last word, September 30, perhaps a tutorial in the current quality of life of these children is in order. My 11 years old daughter, born with spina bifida and paralyzed from a waist down, has had the opportunity with the help of adapt equipment to snow, ski, fly ice hockey, bicycle, windsurf, water ski, and kayak. She enjoys going to movies, the mall, a good church. I love Lucky, Sperry with her sister, celebrating birthdays and Christmas. She has deeply enriched our lives. May it please Singer to know that my daughter is also a vegetarian. For someone so deeply concerned about the issues of life and its termination, Singer appears to be suffering a self-deficit when it comes to understanding what constitutes the soft of life. Namely, to love and be loved. After reading George Will columns, I am greatly disheartened as the mother of a child with Down syndrome. I certainly do not share professional singer opinion that infanticide is normally permissible. In the case of a baby with a handicap, True will believe that Singer's idea will not be accepted
is comforting. It still scares me to know that this man is teaching his philosophy to impressionable students. These students are our future doctors, employers, teachers, and parents. As Will puts it, most people are not well informed about individuals with Down syndrome, or for that matter, disabilities in general, and most have no interest in becoming well informed. People with disability already have enough of the fight to gain rights and aspects that are given to their non-disabled counterparts without having to fight for the basic right of life. Ghi chú: Down syndrome, hội chứng hoặc là bệnh Down. Spina bifida, bệnh vệ xương sống. Tuspa, đấu khẩu.